vị trí ứng tuyển trong cv tưởng nhỏ nhưng không hề đơn giản hầu hết các ứng viên khi viết cv xin việc đều chỉ để ý đến các trường thông tin lớn và có giá trị như mục tiêu nghề nghiệp kinh nghiệm làm việc trình độ học vấn kỹ năng mà không biết rằng có một chi tiết tưởng như rất nhỏ nhưng lại có sức ảnh hưởng tới toàn bộ chiếc cv của họ đó chính là vị trí ứng tuyển trong cv vậy vị trí ứng tuyển trong cv có vai trò như thế nào một tại sao nên tìm hiểu trước về vị trí ứng tuyển trong cv đa số các ứng viên khi viết cv xin việc đều cho rằng vị trí ứng tuyển trong cv chỉ là một cụm từ được ghi ở phần đầu của cv nhằm biểu thị tên gọi của chức danh hoặc vị trí công việc mà người viết cv muốn ứng tuyển họ không quá để tâm đến phần này vì trên thực tế có vẻ như cụm từ biểu thị tên của vị trí ứng tuyển không có tác động quá nhiều đến toàn bộ bố cục của một chiếc cv vị trí ứng tuyển thường được đặt ngay dưới tên ứng viên nhưng thực tế có đúng là như vậy không vai trò của vị trí ứng tuyển trong cv có phải chỉ dừng lại ở mức độ như thế hay không Câu trả lời là trên thực tế vị trí ứng tuyển có ảnh hưởng trực tiếp đến hình thức và nội dung của chiếc CV xin việc. Một, một, viết CV phù hợp với vị trí ứng tuyển một chiếc CV xin việc phải có sự thống nhất trong trình thể cả về nội dung lẫn hình thức để mang lại hiệu quả tốt nhất theo đúng ý đồ của người ứng viên. Để làm được điều này cần có sự phù hợp cả về mặt nội dung và hình thức với tính chất và đặc điểm của vị trí công việc ứng tuyển sự phù hợp về mặt hình thức những ứng viên có tâm huyết và thực sự mong muốn làm việc chắc chắn sẽ đầu tư rất kỹ cho chiếc cv xin việc của họ điều này thể hiện rõ nhất ở hình thức của chiếc cv ở đây chúng ta tạm thời không nói kỹ về mặt trình bày và lỗi sai chính tả trong cv điều chúng tôi muốn đề cập đến ở đây là cách các ứng viên lựa chọn thiết kế cv xin việc của họ sao cho phù hợp với vị trí ứng tuyển thiết kế của cv phải phù hợp với vị trí ứng tuyển đối với một số công việc đặc thù Nhà tuyển dụng sẽ xem xét việc thiết kế CV như là một cơ sở để đưa ra quyết định tuyển dụng ứng viên nào. Chẳng hạn như khi bạn ứng tuyển cho vị trí nhân viên thiết kế graphic design. Để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng và minh chứng cho năng lực của mình thì không có lựa chọn nào tối ưu hơn chính chiếc CV xin việc của bạn. Để phù hợp với vị trí công việc nhân viên thiết kế đồ họa thì người ứng viên sẽ phải tự lựa chọn cách thiết kế cho CV xin việc từ bố cục, đường nét, màu sắc, họa tiết trang trí cho đến việc cân nhắc đưa những chi tiết sáng tạo vào trong CV hoặc chẳng hạn như bạn ứng tuyển cho vị trí trợ lý giám đốc, bạn sẽ phải chọn thiết kế CV theo kiểu đơn giản và trang nhã, sử dụng nhiều gam màu trắng và xanh da trời, với đường nét thiết kế gọn gàng tinh tế. Thông qua hai ví dụ trên, có thể thấy được sức ảnh hưởng rõ ràng của vị trí ứng tuyển đến quyết định lựa chọn hình thức thiết kế cho CV của ứng viên. 1 1 2. Sự phù hợp về mặt nội dung các thông tin trong CV cũng phải phù hợp với vị trí ứng tuyển tương tự như cách mà chiếc CV của bạn xuất hiện trước mắt nhà tuyển dụng những thông tin được thể hiện trong cv xin việc cũng phải phù hợp với vị trí ứng tuyển ngay từ đầu cv trong phần giới thiệu đôi nét về bản thân mình ứng viên đã cần phải tiếp thị bản thân dựa trên vị trí ứng tuyển chẳng hạn nếu bạn ứng tuyển cho vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng thì những gì bạn muốn nhà tuyển dụng biết về bản thân mình đều phải có liên quan đến vị trí công việc này tiếp theo là phần mục tiêu nghề nghiệp Dĩ nhiên để viết tốt phần này ứng viên cũng cần phải tìm hiểu kỹ và rõ ràng về vị trí công việc ứng tuyển thì mới biết được đặc điểm cũng như tính chất của công việc, đem so sánh với năng lực của bản thân mình để từ đó hoạch định ra được mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. Lựa chọn kỹ năng chuyên môn phù hợp với vị trí ứng tuyển trong phần kinh nghiệm làm việc và kỹ năng chuyên môn ứng viên cũng cần phải lựa chọn những kinh nghiệm và kỹ năng phù hợp nhất với vị trí công việc ứng tuyển để làm nổi bật lên. Những kỹ năng và kinh nghiệm làm việc không liên quan thực chất chỉ mang giá trị tham khảo và đôi khi chỉ khiến cho chiếc CV xin việc của bạn dài thêm mà thôi. Trong khi đó phần thông tin cần thiết và có giá trị thì lại không được chú trọng đủ nhiều. 1. 2. Tự tin hơn khi phỏng vấn trực tiếp không chỉ có ảnh hưởng trực tiếp đến CV xin việc mà việc tìm hiểu thông tin về vị trí ứng tuyển còn giúp ứng viên tự tin hơn khi tham gia phỏng vấn trực tiếp sau khi cv của bạn đã được nhà tuyển dụng để ý tới thì họ sẽ mời bạn tham gia vòng phỏng vấn trực tiếp để đôi bên có thể tìm hiểu về nhau nhiều hơn có thể nói những gì bạn thể hiện khi tham gia phỏng vấn trực tiếp mới là phần nhiều cơ sở để nhà tuyển dụng quyết định lựa chọn bạn hay không hiểu rõ về vị trí công việc sẽ giúp bạn tự tin hơn khi phỏng vấn chắc chắn khi phỏng vấn nhà tuyển dụng sẽ hỏi bạn những câu hỏi xoay quanh vị trí công việc hiện tại nếu bạn chưa dành thời gian để tìm hiểu kỹ về công việc thì những gì bạn thể hiện ra sẽ không thực sự được nhà tuyển dụng đánh giá tốt bởi vì cv ứng viên có thể tự viết hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác nhưng những biểu hiện của họ trong vòng phỏng vấn thì không thể nào là giả được đây cũng là lý do vì sao phỏng vấn trực tiếp là một khâu bắt buộc trong quá trình tuyển dụng hai những lưu ý khi viết vị trí ứng tuyển trong cv đến đây thì chắc hẳn bạn đã hiểu rõ được tầm quan trọng của vị trí ứng tuyển trong cv xin việc rồi hãy tham khảo thêm những lưu ý khi viết vị trí ứng tuyển trong cv nhé trong cv vị trí ứng tuyển thường được viết ngay dưới tên của ứng viên và có thể được viết in hoa toàn bộ hoặc chỉ viết hoa những chữ cái đầu tiên cho dù được viết ở vị trí nào thì ứng viên vẫn cần làm nổi bật tên vị trí ứng tuyển trong cv xin việc làm nổi bật vị trí ứng tuyển một số công ty doanh nghiệp có thể có những tên gọi khác biệt cho cùng một vị trí ứng tuyển so với công ty hoặc doanh nghiệp khác vì vậy hãy sao chép y nguyên tên vị trí ứng tuyển trong bản tin tuyển dụng để đưa vào trong cv xin việc nhé bạn cũng có thể làm nổi bật vị trí ứng tuyển bằng cách sử dụng màu sắc khác loại so với nền hay tô màu phần không dành để viết tên vị trí ứng tuyển vị trí ứng tuyển trong cv xin việc có vẻ như chỉ là một phần rất nhỏ nhưng trên thực tế lại liên quan đến toàn bộ quá trình viết cv cũng như quá trình phỏng vấn trực tiếp hãy tìm hiểu kỹ về vị trí ứng tuyển nội dung công việc và những yêu cầu của nhà tuyển dụng để hoàn thành tốt chiếc cv xin việc của mình và tự tin hơn khi trả lời phỏng vấn nhé